Màu đẹp thế nhỉ? Màu này là màu xanh, có thể gọi là xanh gì nhỉ? Bổng két không? Hay là tiền? Màu này khách pha dự án nên đẹp thế. Quá ok. Đây là đang ướt. Sơn rất là dễ, lên màu rất nhanh. Đâu, cho xem. Khách chốt mẫu tủ bếp này này. Ok. Xem mấy cái màu này. Cái trắng này khô, à đỏ này khô rồi gì. Đây cánh tủ bếp kiểu này. Ui dồi, chết rồi. Lau đi. Anh lấy đây nhá. Ừ, lau đi. Không cần lau đâu. Đẹp. Màu sắc rất là đẹp. À, đẹp đây. Kem. Cái đỏ vàng thế nào? Cái mặt đẹp chưa? Đúng không? Vàng đẹp. Đỏ. Cái này đến đâu muốn gì ở nó nữa? Mặt quá đẹp luôn. Sờ lãng mịn. Đẹp hơn Ngọc Trinh đi phẫu thuật. Mượt. Màu đỏ này em cầm màu đỏ lên. Các bạn nó đẹp tự nhiên. Đó. Mình bắn hơi nhanh. Màu đỏ mới ngọt. Cái này có gì đây? Nhưng này mất vết. Không biết bản gì mất. Được. Bắn này là bắn trường rồi. Xem cái mặt. Tốt nghiệp được rồi đúng không? Thôi nhá. Mặt kia là cái mặt gì kia? Bán này có giặt, không bị giặt đâu. Khách. Màu xanh này bán đẹp nhất. No. Màu sơn nhất tại bán 450 một cái cân màu này.